Đây là 7 thứ bạn cần phải chuẩn bị trong ngày Tết để giúp con bạn khỏe mạnh hơn, để bạn có một cái Tết êm ấm, hạnh phúc và chuẩn bị sẵn sàng cho năm mới 2022. Và nếu như các bạn không chuẩn bị 7 thứ này, chẳng may thôi mà con mình bị sổ mũi hắt hơi hoặc bị cái gì đó mà chúng ta không có đầy đủ vật dụng y tế trong nhà thì đó điều gì ạ? Không nên. Và điều đó các bạn thường nói rằng gì ạ? Sẽ rông cả năm đấy ạ. Tức là chưa đến năm mới mà con đã ốm đã phải đi viện rồi, rất vất vả đúng không ạ? 7 vật dụng sau đây bạn cần phải có, nhất định phải có trong ngày Tết cho con bạn. Thứ nhất, đó là nhiệt kế. Trong thời tiết mùa xuân, nhiệt độ nó ẩm và nó hơi lạnh như vậy, rồi bé đi chơi Tết nhiều như vậy, tiếp xúc với nhiều người, cho nên là dễ dàng bị nhiễm các loại virus, vi khuẩn và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Và các bạn thường nghĩ rằng con mình ấm ấm nó đã sốt chưa? Thưa các bạn, con mình ấm ấm hay con mình sốt cao, cái việc đó nó không phản ánh được cái tình trạng bé bị bệnh nặng hay là bệnh nhẹ. Và cái việc mà bé sốt hay không sốt ấy, chúng ta cũng cần phải có cái tiêu chuẩn. Cho nên chúng ta không thể dựa vào cảm tính của chúng ta, mà tốt nhất hãy chuẩn bị một cái nhiệt kế. Để sao ạ? Khi con mình có dấu hiệu về sức khỏe mà có vẻ sốt, chúng ta hãy kẹp nhiệt độ. Và khi đó chúng ta biết rằng con có ốm hay không, có sốt hay không, để chúng ta có biện pháp xử lý kịp thời. Đúng không ạ? Đó là vật dụng đầu tiên. Thứ hai, đó là các loại bông băng gạc. Chúng ta cần phải chuẩn bị, vì ngày Tết con mình sẽ chạy nhảy rất là nhiều, chơi rất là nhiều, và chúng ta lại bận túi bụi, không có thời gian để ý đến con nhiều hơn, vì chúng ta phải tiếp khách, phải nấu cơm đúng không, mời họ hàng, cô dì chú bác, rồi chúng ta đi chúc Tết, con đi theo mình cũng không thể tập trung được, thì bé có thể bị sứt tay sứt chân. Và cái việc đó chúng ta cần phải có gì ạ? Có sẵn các cái vật dụng như là băng gạc đúng không, các cái dung dịch sát trùng khác như là nước muối sinh lý chẳng hạn, để vệ sinh ngay và băng bó trẻ, để giúp trẻ gì ạ? Không bị nhiễm trùng và có một cái Tết đầm ấm hơn. Đó là thứ hai mà bạn cần phải có. Thứ ba, đó là gì ạ? Dung dịch hút mũi. Hút mũi thì đối với trẻ nhỏ đúng không ạ, mà thường trẻ nhỏ thì chưa tự hắt xì được đúng không ạ? Tôi đã có rất nhiều các cái video chia sẻ với các bạn, nếu như con bạn mà mũi trong, bé ăn chơi bình thường, không sốt, không bỏ ăn, không ly bì, thì chúng ta không cần phải rửa mũi, hút mũi gì cả, kệ bé đi. Vì cái dịch mũi đó, đó là cái sự bảo vệ tự nhiên. Trên đó nó có các kháng thể, yếu tố chống miễn dịch khác nữa, để chống virus vi khuẩn nó xâm nhập vào đường mũi họng của trẻ. Chúng ta không cần rửa. Nếu như con bạn nó có quá nhiều mũi đúng không ạ, và nó ảnh hưởng đến cái việc gì ạ, bé đi chơi, ảnh hưởng đến việc bé ngủ, nó ngạt, nó không thở được, thở miệng, thì bạn cần phải có một dụng cụ mũi. Và khi hút mũi chúng ta phải làm như sau ạ, chúng ta có thể cho bé ngửa như này. Chúng ta để nhỏ 2-3 giọt, 4 giọt nước mũi sinh lý vào một bên. Sau đó chúng ta day như này, day và vứt như này, để cho cái đờm dãi mũi của trẻ nó loãng bớt ra, nó dễ hút hơn. Và bạn dùng cái dụng cụ như vậy bạn hút, tuyệt đối là không dùng miệng đúng chưa? Vì ngày Tết các bạn ăn rất nhiều đồ ăn, giờ ăn nhiều đồ ngọt, và trong miệng mình có rất nhiều vi khuẩn, mà chúng ta dùng miệng chúng ta hút chuẹt một cái, thế là vô hình chung gì ạ, bao nhiêu các loại vi khuẩn ở trong miệng chúng ta là đi vào đường hô hấp của trẻ, và trẻ dễ ốm hơn. Đó, nên là cái dụng cụ mũi là vô cùng quan trọng đối với những đứa trẻ mà chưa tự hút mũi được, đúng chưa? Rồi tiếp theo, thứ tư không thể thiếu, đó là thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt là rất quan trọng trong ngày Tết. Ngày Tết là ngày bé đi chơi nhiều, thời tiết nó ủng hộ cho vi khuẩn virus phát triển, và bé ngày Tết bé mải chơi hơn, bé chơi nhiều hơn, nghịch nhiều hơn, đi ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, và dễ nhiễm virus vi khuẩn hơn. Và khi bé sốt chúng ta nhất định phải có thuốc hạ sốt trong trong người để giúp bé. Và khi bé sốt 38 độ 5 trở lên mà các bạn kèm nách thì phải cho dùng hạ sốt đúng chưa? Và hạ sốt đây chúng ta sẽ dùng paracetamol đúng không ạ? Đó là cái thuốc mà an toàn nhất, đơn giản nhất và dễ dùng nhất. Ngoài cái việc bây giờ chúng ta dùng gói paracetamol, chúng ta có thể dùng thêm cái viên đặt hormone nữa. Tại vì có những trẻ nhỏ sẽ không uống được thuốc hạ sốt mà phải đặt hormone, chưa? Đó là cái thuốc mà các bạn cần chuẩn bị tiếp theo. Và thuốc thứ năm, đó là chúng ta phải chuẩn bị các cái dung dịch nhỏ mắt, nhỏ mũi cho bé, đặc biệt là nước mũi sinh lý. Chúng ta đi xe máy, chúng ta đi chơi đúng không? Chúng ta đi đến ông bà chúc Tết, ông bà ngoại có thể ở xa, ở gần, và mỗi lần đi như vậy bạn phải nhỏ nước mũi sinh lý vào mắt và mũi trẻ, để thứ nhất là nó giữ ẩm đúng không ạ, cái thứ hai nó rửa trôi đi các cái bụi, các cái bẩn, các cái virus vi khuẩn bám trên cái niêm mạc mũi họng của trẻ, để giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Đấy. Và thứ sáu, đó là gì ạ, các bạn cần phải chuẩn bị các cái thuốc cho tiêu hóa của trẻ. Trẻ trong ngày Tết thì trẻ ăn sẽ nhiều hơn, cái việc ăn uống của trẻ, thức ăn thì đa dạng đúng không, nhiều loại, và có những loại để từ sáng trưa trưa đến tối đúng không, bánh kẹo thì nhiều, rồi thì bánh kẹo có thể là nó không an toàn, thì những cái vấn đề đó chúng ta sẽ rất khó để kiểm soát, và nhiều khi ngày Tết chúng ta sẽ bận quá, hoặc chúng ta sẽ tặc lưỡi, thôi ngày Tết cứ để cho con ăn là chơi vui đi đúng không, mấy khi ngày Tết phải không bạn. Thế thì chúng ta phải chuẩn bị ít nhất là men tiêu hóa hay là và men vi sinh đúng không ạ. Men tiêu hóa để làm gì ạ? Khi trẻ đầy hơi khó tiêu, chúng ta có thể dùng men tiêu hóa cho trẻ nhé. Thì men tiêu hóa chúng ta chỉ dùng trong vòng 7-10 ngày thôi, không có nó sẽ lệ thuộc.
Nhưng mà cái mà chúng ta cần chuẩn bị tốt nhất đó chính là men vi sinh, tức là bổ sung lượng khuẩn probiotic cho trẻ. Đấy, men vi sinh thì giúp cho gì ạ? Cân bằng hệ vi sinh và giúp trẻ không bị rối loạn tiêu hóa, và nó giúp gì ạ? Làm sạch đường ruột của trẻ. Trẻ có ăn nhiều quá nhiều bánh kẹo này, ăn nhiều các cái hạt hướng dương, hạt là bí mà nó có nấm mốc chẳng hạn, thì cái men vi sinh như vậy nó giúp làm sạch đường ruột và giúp cho đường ruột của trẻ nó khỏe mạnh hơn. Và chúng ta nhớ rằng phải lựa chọn cái men vi sinh bao kép để cái tỷ lệ vi khuẩn sống nó cao, như vậy nó mới hiệu quả. Đấy, đó là thứ 6 các bạn cần chuẩn bị. Và cuối cùng là thứ 7, đó chúng ta chuẩn bị kem giữ ẩm cho con. Ngày Tết như này, con đi có thể thời tiết là diện nắng hanh khô. Đấy, nó sẽ nứt nẻ chân tay rồi má của trẻ, trẻ rất khó chịu. Và chúng ta hãy chuẩn bị một cái kem giữ ẩm, đúng không ạ? Hãy dùng kem giữ ẩm cho trẻ để đảm bảo trẻ có một cái Tết khỏe mạnh, vui vẻ và ý nghĩa. Nó sẽ ăn sâu vào não bộ của trẻ những cái truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Trên đây là 7 cái vật dụng, những cái thứ thiết yếu mà các bạn cần phải chuẩn bị trong ngày Tết của con các bạn. Nếu có phần nào đó các bạn chưa rõ có thể comment dưới video này, tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ thêm với các bạn. Và chúc các bạn có một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an, và chuẩn bị những dự định cho năm 2022 thật sự là gì ạ? Thành công. Chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Kết thúc năm 2021 với bao khó khăn và vất vả, chúng ta chuẩn bị đón chào năm mới, năm Nhâm Dần 2022. Tôi xin thay mặt Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Century gửi đến toàn thể các bạn, anh chị em, bạn bè, đối tác của trung tâm lời chúc chân thành, ý nghĩa và bình an. Trong những lần tiếp theo, trung tâm sẽ luôn đồng hành cùng các bạn, sẽ luôn bên cạnh các bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì chúng tôi thấu hiểu rằng một đứa trẻ khỏe mạnh là nền tảng để có một gia đình hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Vì chúng tôi thấu hiểu rằng các bạn đang phải nỗ lực với 200% khả năng để đảm bảo cuộc sống, để đảm bảo các mối quan hệ bên nội, bên ngoại, công việc, để đảm bảo rằng con không biếng ăn, suy dưỡng, còi xương và tăng trưởng đúng chuẩn, để đảm bảo rằng con có sức đề kháng tốt, để con ít ốm vặt và ít phải dùng kháng sinh. Tất cả những điều đó đều đang ở trên đôi vai gầy của các bạn. Các bạn giống như là nguồn dinh dưỡng để cho cái cây gia đình được đơm hoa và kết trái. Trong những năm qua, Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Century đã hỗ trợ và đồng hành cùng hàng triệu bà mẹ trên khắp Việt Nam. Trung tâm luôn là địa chỉ tin cậy để các bạn gửi gắm sức khỏe của con mình. Và Trung tâm cảm ơn sự tin tưởng của các bạn. Trong năm tiếp theo, Trung tâm sẽ không ngừng nỗ lực để phục vụ các bạn, để mang lại cho các bạn, cho gia đình các bạn, cho con các bạn những điều tốt đẹp nhất. Trung tâm sẽ không ngừng cải tiến để thực hiện sứ mệnh của mình, đó là cho con một tuổi thơ khỏe mạnh.